phần 2 của Tiếng Sét Trong Mưa chủ yếu hèn đề cập tới mâu thuẫn trong gia đình Khải Duy. Vì muốn có được sự hậu thuẫn của ông chủ phú quý nhất dùng nên Khải Duy chấp nhận cưới Hạnh Nhi. Kết hôn xong, Khải Duy không hề yêu thương gì Hạnh Nhi mà coi cô như người thế thân của Thị Bình. Thậm chí, ngay trong đêm tân hôn, Khải Duy đã cưỡng bức Hạnh Nhi và tiết lộ mục đích thực sự của đám cưới khiến người thê thiếp trẻ cực kỳ đau đớn, uất hận. Cũng từ đây, những thảm kịch thông suốt xảy ra. Trong gia đình Khải Duy hiện tại không chỉ có một mối quan hệ trái luân thường đạo lý giữa mẹ kế Hạnh Nhi và con chồng Hai Bình, mà còn có thêm mối tình loạn luân giữa hai đồng đội cùng mẹ khác phụ Dương Hai Bình và Phượng. Hai Bình và Phượng bắt đầu yêu nhau mà không hề biết họ là đồng đội cùng mẹ khác phụ Dương. Nhiều người cho rằng Tiếng Sét Trong Mưa đang quá lạm dụng thảm kịch, khai thác quá nhiều về những mối tình trái luân thường gây ra cảm giác gây oãn hồn cho người theo dõi. Tuy nhiên, nữ diễn viên Thảo Trang người đảm nhận vai Hạnh Nhi lại cho rằng những thảm kịch này là cần thiết để truyền tải thông điệp của bộ phim. Bản thân Hạnh Nhi, Hai Bình và Phượng đều là những người đáng yêu thương. Vì bị chồng lợi dụng, đối xử tệ bạc nên Hạnh Nhi mới nảy sinh tình cảm với con chồng và rơi vào mối tình trái đạo đức đó. Hạnh Nhi liên tiếp tìm đến con chồng để đòi hỏi cũng là do Khải Duy ép cô uống thuốc. Còn Hai Bình và Phượng vốn dĩ không hề biết mối quan hệ thực của họ. Trai gái cảm yêu thương nhau là chuyện hết sức bình thường, họ không hề cố ý xả thân mối tình loạn luân. Bình và Phượng cũng chỉ là nạn nhân của số phận mà thôi. Hạnh Nhi và Hai Bình vẫn kế tiếp mối tình trái luân thường đạo lý. Tiếng Sét Trong Mưa dâng lên hoàn toàn nội dung của vở kịch Lôi Vũ nên những thảm kịch này là cần thiết để truyền tải thông điệp về nhân quả. Nhân quả nhãn tiền, Khải Duy làm điều không đúng thì sẽ bị báo ứng. Và báo ứng không chỉ trên số phận của ông ta mà còn ứng trên cả đời sau nữa. Những thảm kịch này sẽ nhắc nhở mọi người trước khi làm gì hãy cân nhắc, đừng để gây ra tai vạ về sau. Trước phản ứng của người theo dõi dành cho hero Hạnh Nhi, Thảo Trang chia sẻ, người ta nhớ đến tôi với vai bà mẹ kế lăng loàn nhất màn ảnh Việt, tôi thấy rất vui. Nếu tôi không bộc lộ tốt vai Hạnh Nhi, không mô tả tâm lý hero thì sẽ không thể gây ấn tượng cho người theo dõi như thế. Họ gọi tôi như vậy, chứng tỏ tôi đã thành công với vai diễn của mình. Theo chia sẻ của Thảo Trang, những cảnh cô cưỡng ép Hai Bình trên phim không hề nóng bỏng mà trái lại, khá hài hước. Xem trên phim thì thấy Hạnh Nhi có nhiều cảnh nóng bỏng với Hai Bình, nhưng thực tế thì không phải thế. Bất cứ diễn viên nào cũng biết mình có thể dùng các động tác hình thể để phát hành các hiệu ứng hình ảnh như mong muốn chứ không nhất thiết phải đụng chạm. Có những cảnh quay, trên màn hình thì thấy tôi đè Hai Bình Quốc Huy xuống giường, nhưng trên thực tế thì lúc đó cả tôi và anh Huy vừa diễn vừa mỉm cười với nhau. Vốn là đồng đội, đồng nghiệp nên khi chúng tôi diễn những cảnh thân mật không khỏi thấy hài hước.